Trước khi bắt đầu phiên họp, các đại biểu và các em thiếu nhi đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ và trẻ em bị thiệt mạng do bão lũ. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội trẻ em Giả Định đã nêu lên những mong muốn, nguyện vọng của các cử tri trẻ tại địa phương với hai vấn đề: phòng chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường, làm rõ các vấn đề được cử tri trẻ em cả nước quan tâm. Sau phần chất vấn của các đại biểu Quốc hội trẻ em, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với các đại biểu Quốc hội trẻ em về hai chủ đề của phiên họp. Phiên họp Giả Định Quốc hội trẻ em là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình, đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn xã hội đối với trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đây cũng là mô hình hoạt động mới thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với tâm lý, khả năng của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em.